Chào mọi người. Sau khi vượt qua đèo Lò Xo, mình ngủ lại ở thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam. Sáng nay mình lại tiếp tục cho một cuộc hành trình mới. Mời mọi người cùng mình trải nghiệm đoạn đường tiếp theo này nhé. Mình vừa ra khỏi thị trấn Khâm Đức và bắt đầu di chuyển tới thị trấn Thạnh Mỹ của tỉnh Quảng Nam. Thank you.
Đây có một thác nước nằm bên đường gọi là thác cầu, thác chân cầu. Bên phải mình là một dòng sông chạy song song với đường. Chắc camera không lấy được. Đây thấy sông bên tay phải mình rõ hơn nè. Đẹp nhưng ít nước quá. Chắc do chắn dòng làm thủy điện. Nếu có nhiều nước thì phong cảnh nơi đây thật tuyệt vời. Ước gì camera có một góc rộng hơn nữa thì thật là tuyệt. Sông một bên, đường một bên.
sau 55 cây số mình đã đến được thị trấn Thành Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Vào uống cà phê rồi tiếp tục đi tiếp. Rẽ phải vào đường Trường Sơn Đông. Đây, bên phải đây, đường Trường Sơn Đông. Khi về mình sẽ rẽ đường này, đường Trường Sơn Đông. Bây giờ mình qua Trường Sơn Tây. Mình cũng có một số clip về đường Trường Sơn Đông, mời các bạn vào xem. Đồng Bắc. Hướng này cũng Đồng Bắc đấy, mình giờ mất phương hướng rồi. Thank you.
Qua khỏi thị trấn Thành Mỹ, mình rẽ trái để tiếp tục đi đường Hồ Chí Minh. Kể từ đây, đường Hồ Chí Minh được dân phượt gọi là đường Trường Sơn Tây. Mình cũng có một clip về đoạn đường này. Từ đây đến đường rẽ vào cổng trời Đông Giang. Mời các bạn vào xem trong kênh của mình nhé. Mình có để liên kết dưới phần mô tả. Mình tạm dừng video tại đây nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.